Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món chả chiên người, dưa bắp non chiên người, dưa cà xào dầu mọi người, ăn kèm có đậu bắp người, đậu bắp dưa leo người, nước chấm có nước tương chanh ớt mà như tương ớt mọi người, tráng miệng có phai người, khoai lang vàng mọi người, như bưởi người, bưởi to bự người, nước uống có trà đá người, trà tắm Thái Nguyên người, dưa dụ người, dù trắng mà dù trắng dù đế dù gạo tắm mọi người, với tương ớt chiên xu mọi người. Đây mọi người, chả chiên mọi người, bắp non chiên mọi người. Cà tím xào mọi người, cà tím xào dầu hành mọi người. Đậu bắp mọi người, đậu bắp với dưa leo mọi người. Cơm mọi người, bưởi đúng rồi, bưởi khoai lang mọi người, trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người, dụ mọi người, dụ trắng mọi người. Cây sa bấu chua ngọt mọi người. Tương ớt mọi người. Nước tương mọi người, tương giấm ớt mọi người. Chân không mọi người, chân không bị xương mọi người. Tương ớt mọi người, tương ớt chín xu mọi người. Muỗng mà muỗng dài luôn, dài lâu lâu như dài, đổ mọi người, lấy chén mắm mọi người, chân mắm rồi, mắm mặn rồi, mắm chanh tỏi ớt, bầu cho nha, mát mát. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, đục nóng rồi, cùng cán rồi. Dầu ngon mà, chua chua mà thôi. Chả chiên mà, nhìn giống mấy cái trứng nhỏ nhỏ mà. Chấm tương ớt cũng ngon mà. Cà xào ứng giòn luôn, cà xào dầu ăn ngon rồi, xào dầu hành tiết này đúng nóng công cám mà thì nóng rồi bất luôn rồi.
non chiên luôn. Bắp giòn giòn thơm. Cơm cá vô nạp hai vô uống mà cũng ngon. Tôi sẽ bóp rồi ăn giòn ngon. Ở ngoài nó dư da thiếu mà tụm cá mà còn ba con chờ cặp cặp hai cá. Chiều chiều ngắn có vụ làm dai dai mà uống cũng đã mà kiểu sẽ nhẹ mà
cà tím chấm mắm thì ngon hơn nè, nhau cũng màu hết mà, cái dầu ngon cũng màu hết. Kiểu pha vừa uống uống cũng ngon. Giống như uống với quen vụ mà cảm giác không say lắm luôn nè. Cái chấm tương ớt là ngon mà, tương ớt cũng cay cay. Chiên chỗ này nhìn giống như một cái trứng chiên mà, trứng chiên mini mà thu nhỏ mà. Chả thơm luôn rồi, chả ăn dai dai mềm mềm thơm luôn. Này ăn hết bổi luôn rồi. Nó còn nè, tại sao nó hơi gió luôn rồi. Trời nắng đúng rồi, chịu không nổi luôn rồi. Cảm giác nó hầm mà nó oi bức. Ăn mấy hai lớn rồi. Nó chỗ nào mà lầu vô mà gió nè, cái nó có mùi xíu mà. Này khoai lang hấp mà, hấp hay nó ngon hơn, không bị kiểu không bị mất nước mà. Lột nhiều khi nó ra nước đó. Không ấy, củ này đúng ngon mà, cái khoai lang này mà ăn ngon mà, dẻo
ngon mà thơm rồi, ngọt như mật luôn rồi, đúng không? Uống này luôn. Khoai lang vàng này hấp với nướng là cũng ngon. Dẻo luôn, dẻo ngon, dai. Đúng dẻo luôn. Tôi chỉ thích lẩu khoai lang này không, khoai lang vàng này, khoai lang nghệ mà, chứ khoai lang nghệ mới khoai lang mặt mà, vàng như nghệ. Ăn đúng ngon. Kiểu như dẻo ngọt ngọt mà ăn nó thơm đó người. Còn nó leo kia thì không có ăn giòn nhưng mà nó mới hết. Này nó sẵn không mà quay không mà kiểu giống như nó thấm luôn mà. Ăn đúng chuyện hôi mà đúng hôi luôn mà. Ngon mà phải lên ngon. Nướng mới luộc nó hấp luôn. Nói chung hấp ăn ngon hơn luộc luôn. Hấp chỉ sợ nó lâu thôi. Chứ luộc không bị ra nước luôn rồi. Còn hấp mới chín đó. Ăn ngon hơn. Hấp giống như giữ là cái độ tươi ngọt mà. Ngon hơn. Cảm giác là vậy mà. Nãy ông sảnh luôn không không thấy quay mà giờ thấy quay mà. Chắc giờ uống lẹo quá mà. Trời nắng nóng luôn mà, kiểu cảm giác dùng nó ngọt ngọt, nó lạnh lạnh, dễ uống mà. Uống nhanh cái cảm giác nó ấy. Tới bây giờ thấy mới thấy nó thấm luôn mà. Cảm giác cây không? Nó mới quay mà. Trà cũng thơm rồi, cái chả chay ngon rồi, chả chay với băm non chiên rồi, ăn đúng ngon rồi, chiên giòn rồi, chấm với tôm ớt này ăn đúng ngon rồi, chả chay vừa ăn ăn thơm rồi, dai ngon rồi, dai dai mềm mềm, ăn đúng ngon. Cái cà tím xào dầu rồi, cà tím xào dầu hành rồi, chấm nước mắm ăn quen rồi, ăn ngon rồi, chắc có lẽ là quen mùi mắm rồi, chấm mắm từ thì tùy rồi. Đậu bắp ăn ngon rồi, đậu bắp dưa leo ngon rồi. Cái bưởi ngon mà, bưởi ngon nhiều nước mà, nói chung bưởi nhiều nước ăn là ngon mà. À, cái khoai lang ăn đúng ngon mà. Bưởi thì nó ấy rồi, nhưng mà tại có mấy chỗ nó bị hơi gió mà ăn nó hơi ấy xíu, nhưng mà khoai lang ăn đúng ngon mà. Khoai lang hấp mà cảm giác nó ngọt, nó dẻo, nó dai mà. Ăn ngon mà, đúng thật. À, cải sấu bấu này ăn đúng ngon mà, loại cải sấu bấu giòn mà, cho cải sấu bấu dương mềm mà, ớt kẹp chua ngọt ngọt mà. Ăn ngon rồi, đúng rồi, kiểu dùng giòn á. Cái trà đá thơm ngon rồi, trà tắm thơm ngon. Cái vụ này nó pha vừa uống rồi, kiểu nó ngọt ngọt chua chua rồi, kiểu lạnh lạnh á, cũng đúng ngon, đúng đã rồi. Tương ớt cay ngon rồi, tương ớt chín sung rồi, ngon, cay, cay rồi. Rồi, cơm ngon rồi. À, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon mạnh và công đêm thật là vui vẻ, thì sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.